giới thiệu, mình là Hoài Lâm, đến từ Los ở thành phố Rosemith. Thì qua những người bạn giới thiệu thì em mới biết được là có một trường nail dạy để đào tạo cho những người học nail mà muốn nâng cấp từ cơ bản đến nâng cao. Thì mình qua đó cũng đăng ký đi học. Thì có cảm tưởng mà tới đây học chỉ có 3 ngày thôi. Nếu mà thời gian mà 3 ngày đấy thì nhất định không đủ cho một người học nail để học, thực hành. Nhưng mà qua 3 ngày học thì có cảm tưởng là tất cả những cái khó trong ngành nail cũng như những cái bước mà mình đi làm nail qua thầy Trương chỉ thì mình cảm thấy là cảm nhận được hết những cái bước mình làm. Còn cái gì mà mình muốn làm đẹp thì cần phải qua thời gian thực hành. Cái cách truyền đạt theo cái phương pháp sư phạm của thầy thì rất là đơn giản nhưng mà rất là xúc tích, có ý nghĩa, có những cái minh họa hình ảnh qua đó làm cho học viên, từ những người nào mà đã có một chút ít kiến thức về nail thì có thể tiếp thu và sau này có thể đăng ký học tiếp được để phát triển theo cái nghề nail của mình. Còn đối với những người mà từ hồi giờ đã chưa học nail hay là đã làm nail rồi, hãy cứ đến cái lớp của thầy đi, chỉ cần 3 ngày thôi. Riêng cá nhân của tôi thì từ hồi giờ cũng làm nail, nhưng mà cái mà khó nhất của mình là những cái sếp. Tất cả những cái sếp đó từ hồi giờ mà khi chưa tiếp xúc, chưa được đi học thì mình làm theo cái ý của mình thôi. Nhưng qua phương pháp xúc tích sư phạm cũng như có những minh họa hình ảnh video của trường thì giúp cho tôi đạt được 6-70% cái sếp của nail. Rất là chân thành cảm ơn trường, cảm ơn thầy. Nếu mà có gặp lại những người bạn mà muốn học ngành nail, tôi sẽ giới thiệu cho tất cả những người đó cùng tham gia những khóa học sau này của thầy. Chúc tất cả đều học tốt và thành công trên con đường nghề nail của mình.